Khi bà bệnh nặng rồi mất, cũng là lúc ông Nguyễn Văn Rớt phát hiện ra mình mang căn bệnh suy thận. Oái âm cứ ập đến cùng lúc trên đôi vai người cha già, không còn sức lực nào để chống đỡ. Bao nhiêu gom góp, tiết kiệm một đời lao động, ông đã mang chạy chữa cho bà suốt những tháng ngày bệnh tật. Giờ nhìn đứa con gái tội tình, lắng nghe những biến chứng của căn bệnh trên cơ thể già nua mỗi ngày thêm đau đớn, ông Rớt bất lực đến tận cùng. Nhất là vấn đề kinh tế, giờ là nhà đâu không có gì thu nhập hết. Mà phải vừa chăm con rồi vừa phải lo ốm. Thì cũng sống lây lất một ráng vậy thôi. Cái hoàn cảnh gia đình bây giờ mình phải chấp nhận thôi, mình sống rồi thì có sợ mình lúc mình ốm liệt rồi không ai chăm được cháu thôi. Và vì con, ông Rớt chưa bao giờ thôi gắng gượng. Ông không cho phép mình gục ngã, bởi điều ông sợ nhất không phải căn bệnh nan y kia đến với mình trong lúc sức cùng lực kiệt như thế này, mà ông sợ hơn cả chính là khi mình nằm xuống, đứa con gái khốn khổ sẽ ra sao. Nên ông cố gắng để mình kiên cường. Ông chờ cậu con trai cũng có hoàn cảnh éo le về phụ cha, phụ chị, dù bất cứ là ai làm thuê, làm mướn cũng làm. Nên ngày ngày, ngoài những thời gian chạy thận, ông biết con gái chỉ nhờ có ông, nên ông lại tất tả về chăm con. Cái sự chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương với bao đau đớn lằn căm đến tận cùng của một người cha hơn 70 tuổi mang trong mình trọng bệnh khiến ai cũng phải xót xa. Thứ nhất là mong muốn cho các nhà từ thiện, rồi các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh, huyện, rồi tạo điều kiện giúp đỡ quan tâm tới cái đối tượng này nói riêng và địa phương chúng tôi nói chung, để cho làm sao cho nó vượt qua được những cái khó khăn trong cái giai đoạn trước mắt này. Cái trường hợp này nó quá đặc biệt, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố thì lại bệnh tật như thế, con thì lại bị bệnh hiểm nghèo, thế này chi hội không thể nào mà không quan tâm được. Để kết hợp với lại ở xã nữa thì lúc nào chúng tôi cũng đưa cái đối tượng này lên hàng đầu. Nếu mà xác định lâu dài thì cũng khó ở chỗ là con thì không lao động được, bố thì lại bị bệnh hiểm nghèo, hàng tháng là phải đi chạy thận, cho nên là lọc máu, cho nên là cũng không biết làm cách, địa phương thì khó khăn quá, không biết làm cách nào để mà hỗ trợ được. Chỉ có một là các nhà từ thiện nó về, hoặc là lâu lâu thì đây là gia đình chi hội chúng tôi là cấp gạo hàng tháng cho cháu, mỗi tháng là 10 ký gạo. Đấy, chỉ có cách đấy thôi, chứ con chả có khoản nào lớn hơn là mà hỗ trợ được. Ai cũng muốn đỡ đần cha con ông trong hoạn nạn, nhưng cái khó khăn túng thiếu ấy không phải chỉ là ngày một, ngày hai. Nó theo suốt hành trình ông chạy thận và cả những biến chứng kèm theo tuổi già. Những món quà từ tấm lòng là gạo, là mì mỗi tháng giúp ông nguôi ngoai đi sự tủi buồn trong nỗi cô đơn. Nhưng cái khốn khó của một người già bệnh trong từng bữa cơm, từng viên thuốc cho con và từng đồng tiền mỗi lần đi chạy thận là những nặng trĩu nơi tâm can bất kỳ ai khi đã biết đến hoàn cảnh éo le ấy.